tiền mình ngồi 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 với gà gà đó nó là người mà bây giờ bỏ gọi danh ba đi tôi tin rồi mà mình không còn mình gà nhưng mà anh bữa đó kẹt cho lạnh mà à, rồi gà bữa đó nói chuyện cố gì cuối cùng mới tới đâu không tới không báo gì hết là mình chờ hoài không ấy. Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Đây là thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thấy đất nước mình rộng lắm phải không em? À, chào anh Danny, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Từ hôm qua thì tôi còn ở thủ đô Hà Nội, nước của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và hôm nay tôi đã trở về với thành phố mang tên Bác, đất nước hết sức là đẹp và tuyệt vời. Đây là thủ phủ của ủy quyền Sài Gòn năm xưa, nơi mà thất thủ và ngọn cờ tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Các bạn thấy cuộc sống ở quê hương đất nước đang đổi mới từng ngày từng giờ. Hôm nay là chủ nhật mà người dân vẫn sống tấp nập, rất là nhộn nhịp và yên bình, rất là tốt. Tôi thấy đất nước mình thay đổi từng ngày và từng giờ. Bây giờ thì được vợ chồng Bình Dương tiếp đón ở thành phố Hồ Chí Minh, phải nói là rất là vui. Đang ngồi cà phê, hai anh em ngồi cà phê ở đây. À, đây là Bình Dương, ông bà xã Bình Dương bên này. À, phải nói là rất là vui. Các bạn thấy cuộc sống ở Việt Nam người ta cứ một ngày cuối tuần rồi buổi sáng họ đến quán cà phê ngồi thư giãn, cái cuộc sống nó cũng từ từ thôi, nó không có gì phải quá mà tấp phải tấp tần tật. Ở bên Mỹ thì mỗi sáng thức dậy là người ta phải chuẩn bị cho một ngày mới và công việc mới, tay thì sách bưng vừa chạy vừa chạy vừa ăn. Chào anh Đào. Anh Danny thấy tranh thủ nha anh Danny. Mấy anh em bên này đang đợi anh đó. Tranh thủ nha anh Danny ơi. Em đang đợi anh, lại mình đang đợi anh đó. Đất nước mình ngộ quá phải không anh Danny? Càng đi khắp quê hương đất nước càng thấy cái cuộc sống của con người Việt Nam mình rất là giản dị, và nhất là cái sự mà gọi là thanh bình, phải nói là rất là ngạc nhiên, chứ không phải giống như những thành phần mà siêu tạc chống phá đất nước nó hoàn toàn nghịch lý rồi. Theo tôi biết thì hôm nay là cái nhóm gọi là phản động no you gì đó, tụi nó tổ chức chuẩn bị mà gọi là đi biểu tình, nó rất là vớ vẩn, rất là vớ vẩn. Phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, nhưng mà những cái nhóm này nó bày tỏ một cái sự hiểu biết một cách rất là ấu trĩ và sự ngu xuẩn. Các bạn thấy đất nước thay đổi và phát triển từng ngày từng giờ, thấy cuộc sống con người ta nó hoàn toàn nghịch lý lại với những gì mà những đám những thành phần mà chống phá đất nước nó xuyên tạc ở trên các diễn đàn mạng. Anh chị các bạn càng đi đây đi đó càng nhiều, mình càng cảm thấy quê hương của mình rất là đẹp. Cho nên chúng ta là những người yêu nước, hãy cùng nhau gìn giữ những sự bình yên, những cái tốt đẹp nhất của quê hương của mình. Anh chị em các bạn nhìn những chiếc xe mà giờ gọi là du lịch, những chiếc xe mà người ta đi tham quan tấp nập, rất là tấp nập. Mới có 8 giờ mấy thôi, 9 giờ gì đó thôi, mà rất là tấp nập và nhộn nhịp, từng đoàn người. Và bước vào những cái khu mà di tích lịch sử, những cái ở thành phố Hồ Chí Minh họ đi tham quan rất là bình yên, không có gì mà phải sợ hãi và không có gì mà phải lo âu. Nhiều người nói là thành phố Hồ Chí Minh hay như là ở những thủ đô như là Hà Nội cướp giật mà đời sống nó loạn thế này nọ, đâu có thấy đâu, tôi thấy đâu có gì đâu, mọi sự rất là bình yên, những dòng người tấp nập và giao thông vận chuyển rất là tốt.
những khách nước ngoài như kia các bạn thấy đó, họ tấp nập đến Việt Nam để đặng mà du lịch, khách Trung Quốc, khách Tây, Nam Hàn và nhiều những cái sắc dân của những quốc gia trên thế giới họ mà kéo nhau đến với quê hương Việt Nam mình. Phải nói là đất nước mình ngộ lắm phải không em? Là tuyệt chứ. Phải nói là vì khi ở Mỹ mà làm gì mình có được một cái sự bình yên như thế này, làm tất tần tật là cứ lúc nào cũng phải là chuẩn bị lo toan cho cái ngày kế tiếp, và những cái hóa đơn, những cái bill cứ kéo về cuối tháng là bắt đầu là phải lo đầu tháng, cuối tuần phải lo chuyện đầu tuần. Nhưng mà người Việt Nam mình cái nét văn hóa họ vẫn sống trong cái sự chậm rãi. Các bạn thấy những cái từng lớp thanh niên sinh viên cũng vậy, những ngày cuối tuần như vậy họ kéo đến những cái khu nghỉ mát, những cái nơi công viên để đang mà giao lưu rất là vui, rất là tốt. Và những cái người Tây ở nước ngoài các bạn thấy đó, đó họ đang đi đó, họ không có phải, tôi đâu có thấy ai mà lại cướp giật hay là hành hung hay là gây đến một cái sự bất ổn hay an ninh gì trong một cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh đâu. Nó hoàn toàn trái ngược lên những cái sự xuyên tạc của cái thành phần chống phá đó chứ. Như là từ mấy hôm nay tôi đi cũng vậy, từ thành phố Hà Nội mà tôi đi về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi cũng bình thường thôi. Giờ này tôi thức hồi sớm này, thức dậy cũng sớm để đặng mà mình xem coi cái mật độ dân cư và cái cuộc sống một buổi sáng sớm nó như thế nào. Tôi thấy rất là đẹp, người ta thức dậy mở cửa nhà ra cà phê uống trà, khi mà ngồi nói chuyện với anh Bằng rồi vậy, hàng xóm láng giềng nó gần gũi với nhau để ngồi họ đọc báo, rồi ăn sáng rất là vui, rất là vui. Các bạn thấy đâu phải đi ra nước ngoài mua được cái xe hơi là xe ô tô là mình là ngon đâu, Việt Nam cũng chạy đầy đường thôi. Các bạn có nhìn thấy xe hơi Việt Nam chạy đầy đường chứ không phải như mấy anh mà Việt Kiều Mỹ, mấy ông mà bao que lên mạng nổ banh xác luôn. Ồ, để tôi kể anh chị em các bạn, hồi tối qua trên chuyến bay đi Hà Nội đi về tới thành phố Hồ Chí Minh, khi mà đáp chuẩn bị đáp thì trên chuyến bay đó có một ông lão Việt Kiều Mỹ bao que, ông lòi ông nổ ông Mỹ, ông nói ông là Việt, cái khoe là tôi ở nước ngoài, tôi về Việt Nam mà tôi phải được đối xử cái gì tôi cũng phải là trước hết. Ông ngồi ông nổ, mình nghe mình cũng bật, ai ông cũng chửi người ta hết, ông coi cái người dân Việt Nam trong nước giống như là không biết gì hết. Ngồi tôi cũng làm thinh, mà ngủ thì ngủ hồi cái ông kiếm chuyện, ông cự người này ông cự người kia, ông cứ bắt mấy người nhân viên phải phục vụ đồ ăn nước uống cho ông là ông phải đòi trước không à, cũng bật mình rồi. Mấy thằng ba que nữa, gặp mấy thằng lão với ba que nữa hơi bị bật mình rồi. Mà tới nỗi mà nhân viên hãng hàng không Jetstar phải dời ông ta từ hàng ghế ở dưới đuôi á, ông quậy ở dưới một buổi rồi mấy người dưới đó người ta làm thinh là người ta không có muốn ồn ào á. Lên tới ghế, tôi ngồi ghế số 2 thì nhân viên hàng không Jetstar đưa ông lên trên hàng ghế số 1, không ngồi là bất làm phiền mấy người dưới, cũng lên ngồi thôi nổ lại nổ nữa, móc đô la ra khoe rồi móc thẻ credit card ra khoe, tôi cũng hơi bực rồi nha. Máy bay vừa đáp xuống tôi hỏi chú ơi, nói chuyện rất là lịch sự, chú ở nước ngoài về sao chú cũng coi không có hiểu luật pháp gì sao vậy? Đúng là con đồ vậy thôi, quay qua ông đục đuôi bé gái mất kiếm làm không lấy đường, nói tức quá nói mày làm thì mày đánh tao. ông quất mình hai cái nữa, mà tôi biết thấy ông già rồi, chám mấy đứa già mà lại có bệnh tật nữa, thôi
còn giữ giới phụ nữ luôn, hung hăng khủng khiếp luôn, tỷ là Việt Kiều Mỹ. Tôi nói ông Việt Kiều Mỹ cậy ông chứ, ông không phải ông Việt Kiều Mỹ, ông Việt Kiều Mỹ cậy ông chứ, ông bữa ông con sao. Tôi nói hồi đâu bốn an ninh của hàng không lên máy bay mà phải lôi đầu ông xuống mới chịu xuống. Đúng là cái nét văn hóa của mấy ông mà bao que Việt Kiều Mỹ về Việt Nam, tôi thấy mắc cỡ thôi, ngồi mắc cỡ thôi, tôi quê thì thôi đi. Có đô la có một cuốn sách vô phê nữa mà mình chán nhục vậy. Vô an ninh, vô an ninh còn làm tôi mất đâu cũng cả tiếng mấy đồng hồ. Mấy anh em an ninh lôi đầu vô, ôi nói chuyện như khùng khùng như đi luôn ra vậy. Chứ hồi kêu bác sĩ xuống hồi nữa, sợ rồi, lúc đó sợ rồi, mặt ngoài tím ngắt luôn. Nó tôi có bệnh, tôi cần bác sĩ. Mà Việt Nam mình phải nói là hay thiệt chứ, cũng kêu bác sĩ lại khám. Hồi mấy ông kia tôi nói ông này chắc bị điên quá, chứ mấy người nọ an ninh nói vậy thôi đưa cho ông khám bệnh điên coi. Cái đặng mà khi cô chi tố ổng kêu là ổng quậy quá chừng, cái bên an ninh hỏi tôi giờ anh tính sao. Họ tưởng đâu tôi vô tôi làm khó bên hãng máy bay là ổng đánh tôi rồi ổng bẻ gãy kiến. Tôi nói thôi tôi không có làm khó gì, tôi cười đấy, tại vì thấy ổng ổng nổ ổng đó, ổng khùng khùng, ổng nói chuyện tào lao, đem đồ mà ổng hành hạ mấy người nhân viên, người ta bắt người ta phải làm là làm kia cho nọ ổng nổ rồi, ông cũng làm kiểu mất dạy của ông mà tôi chỉ nói vậy thôi mà ông đánh tôi. Rồi mấy người đó hỏi giờ muốn ông đền bù gì không, nó nói thôi thôi nó thôi cho ông đi đi, rồi cho ông đi về đi, rồi làm cái biên bản, lập biên bản rồi đâu rồi cái xong rồi cái mấy người đó đó cũng cả tiếng mấy tôi ngồi đi, tôi cũng làm cái biên bản kể là công việc. Rồi không biết cuối cùng ổng làm ổng bị gì tôi không biết, có bị phạt không tôi không biết. Mấy anh em ngoài cơ ngoài an ninh ngoài hàng hãng hàng ngoài phi trường họ cũng rất là nhiệt tình. Hay nói ông đó ông làm mất mặt Việt Kiều chứ. Bây giờ tôi nói khi các bạn về đến Việt Nam hay là tôi đi đâu này, nói tới hai Việt Kiều hay chỉ Việt Kiều hay nói gì khi nó bị đụng chạm xấu hổ với bà cố. Mấy anh chị em các bạn nhìn thấy xe cổ Việt Nam ta chạy xe hơi, xe những chiếc xe đắt tiền chứ không phải rẻ đâu, đó lên Cruiser. Lên Cruiser này là những chiếc này là chiếc gọi là đời mới. Lên Cruiser ở bên Mỹ là cũng khoảng 85,000 thôi, khoảng bảy từ 70,000 cho đến 85,000 chứ thôi, chưa cộng thế. Việt Nam là về Việt Nam mà 5 tỷ chứ 4-5 tỷ tiền thường. Những cái loại Audi mà gọi là xe mà gọi là SUV đó, chị các bạn thấy đời sống người dân Việt Nam vậy mà người nào họ cảm thấy thoải mái thì họ đi xe 4 bánh. Tại vì cái hạ tầng cơ sở Việt Nam hiện nay nói chung là ở những thành phố lớn đó, đi xe 4 bánh nó trong nội thành nó rất là bất tiện. Xe máy, xe ô tô, xe máy, xe Honda rồi nó vẫn là một cái phương tiện rất là hữu dụng, rất là thực dụng trong cái mô hình và xã hội trong cái nội địa. Ở đây là cái chỗ khu vực mà gọi là quận nhất, khu Dinh Độc Lập anh chị các bạn. Hồi nãy thì tôi cũng đi ra ngang cái chỗ mà gọi là nhà thờ Đức Bà, người ta đang trùng tu lại. Các bạn thấy những cái di tích lịch sử Việt Nam từ Nam ra Bắc, từ mọi nơi Đảng và Nhà nước và cũng như nhân dân Việt Nam đang gìn giữ những cái nét văn hóa đặc thù của Việt Nam để bảo tồn lại cho những tầng lớp con cháu sau này hiểu được cái lịch sử Việt Nam hào hùng như thế nào, chứ không phải như sự tiên truyền láo phép và mất dạy mà cái đám mà phản động, cái đám mà chống cộng, cái đám bao que rồi bây giờ là có cái lũ nô u nó bị mấy thằng đó nó bị thần kinh hay gì, thể hiện nguyên cái dân chủ không có đúng, không có đúng từng lúc mực, không có hiểu văn hóa kém. Tôi thấy cái ông bao que tới rồi cũng làm tôi mắc cười, tôi ngồi đó cười lại, tôi thấy ông già rồi mà lại giống như là bệnh, giống như thần kinh vậy.
mấy ông kia nói cái ông đó tôi cho một cái là chết thôi rồi mình chi mình ngu mà mày tôi nói là mày ngon mình đánh tao đi mà tôi đưa cho ổng luôn à để đăng người ta bắt ổng. Mấy thằng này nó ngu luôn, ở bên Mỹ cũng ngu à, bởi vì tới nhà đá tao lên bên chúng thức lại mà bà nội cha các bạn thấy Việt Nam mình nhộn nhịp, cuộc sống nó nhộn nhịp. Khi mà hồi sáng này tôi đi ra rất là sớm, thức dậy sớm để chuẩn bị đi về Mỹ Tho mà. Thì đi ăn sáng với lại cà phê với Bình Dương, hai vợ chồng Bình Dương. Thì bây giờ cũng gần 10 giờ rồi. Thì cái mật độ dân cư nó càng lúc nó càng đông lên. Anh em các bạn thấy cũng từng cũng như ngày thường mà cái mật độ dân cư nó đông lên như thế này khủng khiếp rồi chứ. Chứng tỏ là cái thành phố của cái đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày từng giờ. Các bạn đi đến đâu cũng vậy, nhìn muốn biết cái đất nước, cái quốc gia hay là cái địa phương đó, cái sự phát triển nó như thế nào, các bạn nhìn vào đời sống hàng ngày của người ta và cái sự giao lưu và giao thương trong cái mô hình xã hội, các bạn cũng nhìn thấy được cái sự phát triển của đất nước. Các bạn đi đến những quốc gia mà nghèo khổ hay là những cái vùng mà gọi là nó có cuộc sống thấp hơn nhìn những cái mô hình xã hội nó cũng tồi tệ lắm, cho nên cái mô hình xã hội nó nói lên cái sự phát triển của một đất nước. Ok, các bạn thấy xe hơi người Nam gọi là xe hơi, Bắc là xe ô tô, xe hơi, xe ô tô, xe máy, xe Honda tấp nập nhộn làm ăn và mọi sắc dân đồ bây giờ trên thế giới người ta cũng đổ về Việt Nam để người ta muốn nhìn thấy cái đất nước mà bị tàn phá bởi chiến tranh. Về ngoài Hà Nội tôi thấy là 12 ngày đêm B-52 tàn phá mà ngày hôm nay Hà Nội đã thay da đổi thành một thành phố mang tên Bác. Năm xưa chiến tranh các bạn thấy đổ nát và hoang tàn, giờ đây là những cái khu di tích lịch sử và những cái nhóm người, cái nhóm thanh niên là đó, mọi nơi người ta đổ xô về để tìm hiểu về cái lịch sử. Tìm hiểu về lịch sử không có nghĩa là tìm được hiểu để tạo nên cái sự hận thù, không phải. Ngày hôm nay người ta tìm hiểu về cái lịch sử để rút kinh nghiệm, rút tỉa kinh nghiệm để học hỏi, để vươn lên cho một cái cuộc sống mới. Đất nước mình ngộ lắm phải không các bạn? Rất là tuyệt vời. Càng đi sâu, càng đi xa, càng đi vòng quanh cái quê hương đất nước tổ quốc của mình thì tôi thấy rằng rất là tuyệt vời. Tôi muốn ôm cả cái tổ quốc đưa vào lòng để khi mà tôi sẽ rời khỏi cái quê hương để tiếp tục cái cuộc sống mưu sinh nơi xứ người thì tôi sẽ muốn như ôm cái tổ quốc vào lòng để mình sẽ ôm ấp và mình sẽ nhớ mãi và mình sẽ gìn giữ để đất nước quê hương mình đẹp hơn và nhiều hơn, chứ không phải lên đây rồi xuyên tạc chống phá một cách mất dạy. Anh chị em các bạn thấy những cái quán cà phê ở đây là những cái quán cà phê đắt tiền chứ không phải là đây. Quán cà phê rẻ tiền luôn nhé, mà người ta càng lúc càng đông người và tấp nập luôn. Tấp nập luôn, họ đi vào, họ uống cà phê, người đi vô, người đi ra, những tiếng nói ồn ào tạo nên một cái xã hội rất là nhộn nhịp. Các bạn thấy như người dân trong nước, như là bên anh Bình Dương đây cũng vậy, các bạn thấy không đây? Người ta vẫn thư giãn, vẫn làm và thư giãn, vẫn có những cái nét cười rất là thoải mái. Hai vợ chồng đó, quê hương tuyệt vời, chồng đâu thì vợ đó, các bạn thấy không? Người ta nói cái này là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, cái này nè thấy không? Đấy, làm nhưng mà người ta vẫn có những cái cuộc sống nó thư giãn. Chào đông trẻ, rất là vui. Chào Hà Lê. Thấy không phải là khi live stream mà để gọi là tăng bốc hay là nói lên cái chuyện tiên truyền
chào thả to, giả dối, chào tư. Nhưng mà muốn nói lên một cái sự thật, nó đất nước mình nó thay da đổi thịt từng ngày, là phải nói là từng giờ chứ không có từng ngày luôn, từng phút. Rất là tuyệt vời, tư gì tranh thủ mà tư gán cài vài năm nữa anh Tư ơi. Anh Tư thấy không, ở Việt Nam mình có nhiều loại trà rất là lạ, nhưng khi bên Mỹ còn không biết về những cái loại trà, trà đào, trà sen, mà không phải là bị ngộ độc hay là ô nhiễm đâu nha, uống vô người nó rất là khỏe và thoải mái. Cái như hình như là một số người họ tiên truyền trên, họ nhìn qua những cái báo chí mà khi bị các cơ quan chức năng mà họ vào những cuộc điều tra thì những thành phần chống phá đất nước nó xuyên tạc, nó hoàn toàn đi ngược lại những gì mà trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay đang xảy ra hàng ngày. Các bạn không biết là tôi đang ngồi ở một cái quán cà phê ở tầng 2 kế bên Dinh Độc Lập ngày xưa, bây giờ gọi là Dinh Thống Nhất, rất là đông người, phải nói từng đoàn xe tấp nập ở trên chân vào những cái khu mà di tích lịch sử như thế này. Anh chị em các bạn nghĩ tại sao những người này họ lại đi đến những cái khu này để làm gì? Nếu mà đất nước mình tệ hại xấu xa quá thì các bạn thấy những cái hình ảnh như vậy thì làm sao có thể xuất hiện được? Nó hoàn toàn đi trái ngược lại với những gì những thành phần chống phá. Bây giờ lại có cái lũ mà nô mấy thành phần này nó bị bệnh, mình hơi là quan tử tổ chức gọi là biểu tình tầm bậy tầm bạ, những cái khu công cộng, những cái khu mà vực gọi là national park, cái công viên, mà công viên là nơi người ta gọi là đi vui chơi, chứ đâu phải là để mà đến đó để tuyên truyền biểu tình tầm bậy tầm bạ, thể hiện một cái tính dân chủ rất là nguy hiểm. Tôi thấy rất là vui kìa các bạn. Anh Tư và Danny, hy vọng là anh Danny sắp sửa rời Mỹ để bay về Việt Nam. Hy vọng là anh sẽ có một chuyến trải nghiệm giống như tôi, để anh sẽ nhìn thấy đất nước mình ngộ lắm, phải không em? Mới hôm qua thì còn ngồi ở Hà Nội, hôm nay thì ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh, thì thấy cái sự cuộc sống mà nói là không thấy mà nào bất mật nào có thể diễn tả ra cái sự đổi mới phát triển của đất nước rất là tuyệt vời, mà các thế lực hành động chống phá đất nước ngày nay, những cái đám mà bao quanh sau lá cũng đang tuyên truyền điểm bom, điểm súng, cũng như những cái thành phần mà lợi dụng tôn giáo để mà đồng đồng những người mà nhẹ dạ cả tin. Tôi kêu gọi các bạn là những người yêu nước chân chính, hãy thức tỉnh, hãy cùng nhau tung nhau một tiếng nói chống lại những luận điệu xuyên tạc, và sẵn sàng bẻ gãy những cái âm mưu phá hoại công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Đoàn chúng ta phải đoàn kết nhau, cùng nhau một lòng tiếng nói. Chúng ta không, chúng ta phải góp một bàn tay và một cái phần nào đó để xây dựng đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn, chứ không phải lên trên mạng để làm tuyên truyền láo mấy xảo trá. Ngày hôm nay toàn cầu quá, những cái gì người ta cũng có thể lên mạng để tìm hiểu được, chỉ có những cái đám mà trong cộng nó ô hợp mà nó u mê nó rất là u mê. Bạn thấy từ ở trong khu vực giờ Dinh Thống Nhất ra tới ngoài những khu mà đường phố rất là tấp nập, rất là vui. Phải nói là cũng là cho nên cố gắng chúng ta
là các anh chị em, các bạn là những người mà gọi là Việt kiều, là những người Việt mà các bạn đang sống ở nước ngoài, chúng ta cần phải thực tế hơn, cần phải thực dụng hơn, nhất là những người đang sống ở Mỹ, chứ đừng có mà u mê nghe theo lời phá hoại cái đám mà chống cộng của họ. Chúng nghe nó rồi chẳng làm gì đất nước Việt Nam này đâu. Hơn 90 triệu dân Việt Nam hôm nay chúng ta đang sống rất là hài lòng, theo tôi thấy rất là hài lòng, và họ đang phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Chỉ vài tháng thôi tôi quay trở lại, mà lần này tôi quay lại tôi đi khắp Việt Nam hơi bị nhiều, tôi đi hơi bị nhiều và có cơ hội giao lưu với lại rất là nhiều anh chị em các bạn để đặng mà tìm hiểu và live stream để đặng những người mà yêu nước ở hải ngoại sẽ nhìn thấy rõ hơn cái bộ mặt xã hội của Việt Nam, và cần phải vạch mặt cái đám mà diệt tân, cái đám mà bao que, cái đám mà vô hợp, nó là xuyên tiên kiền và xảo trá miệt mỏi phá hoại cái nước của mình. Cố lên anh Tư ơi, cố lên anh Tư. 4 năm nữa thôi anh Tư ơi. Cố lên anh Tư. Làm sao là phải biết go là cái dự định cho 4 năm bây giờ mình làm sao mà đánh nhanh rút nhanh rút lẹ sao cho gọn anh Tư ơi, 2 năm đi. 2 năm anh Tư ơi, chứ 4 năm nữa anh về là anh đi bị hai lắm, chịu quá nha. Đấy, người ta đang chờ vào trong cái cổng Dinh Độc Lập, nó càng lúc nó đông lên, có lúc nó bị nghẹt, nó bị ứ ở ngoài cổng, nó ứ ở ngoài cổng. Tại cái khu công viên Dinh Độc Lập nó cũng có những cái nơi để người ta đi, người ta đi chơi rồi dạo phố rồi đi dạo á. Khí hậu thành phố Hồ Chí Minh phải nói là hôm nay rất là mát mẻ, không nóng quá, rất là dịu dàng. Đấy, phía bên ngoài á, các bạn anh chị các bạn thấy phía bên ngoài công viên khu Dinh Độc Lập thì những cái bóng cây bóng mát vẫn sừng sững đứng hiên ngang trên những con đường phố rất là đẹp. Đây là một cái sự thật mà nó không phải là sự giả tạo, mà do chính quyền nhà nước Việt Nam họ tuyên truyền hay là để đặng mà mỹ dân. Tôi thấy đây là một cái vấn đề xã hội rất là thực tế, thực dụng. Mà trong khi đó giờ này thì các bác Việt kiều đang chuẩn bị đi ngủ để đặng mà chuẩn bị cho cuộc sống của những ngày kế tiếp nơi xứ người. Tôi thấy ở đâu chứ mình đi đâu, mình trở về cái quê hương của mình là lúc nào nó cũng tuyệt vời cả. Nhớ lại tối này cái lão bao quê ngồi trên máy bay mà bực mình khủng khiếp. Bực mình giả ơi, là nó vừa buồn mà vừa tức cười, làm vậy chi vậy ông ơi, bó tay luôn. Gặp như an ninh bên Mỹ là cái ông mà hồi tối này là tiêu rồi, ông đó hồi tối này là coi như là tiêu rồi. Chỉ có cái pháp luật Việt Nam và cái nét văn hóa Việt Nam nó mới có cái tính nhân đạo như vậy. Nhất là ở một trên chiếc máy bay của hàng không mà ông nhân viên hàng không mà ông còn xô đẩy người ta, ông coi thường cái độ như vậy, coi thường cái độ như vậy. Khiếp thật chứ, tôi nói ông, tôi gọi nói chuyện ông rất là đàng hoàng, chú ở nước ngoài về chú không hiểu luật pháp luật như sao chứ, ngay cả thể hiện một cái tính văn minh và văn bản nhân bản trên một cái chiếc máy bay hãng hàng không chưa có đáp xuống mà ngồi đó mà máy bay chưa có đáp mà chưa mở dây ra đứng dậy, người ta kêu ngồi xuống mà cứ đứng dậy, rồi bắt đầu phàn nàn tôi là người ở nước ngoài
tôi muốn đi đái. Đi đái mà cũng không đi đái. Cho tôi ăn nhiều quá. Rồi bây giờ tôi mắc đái rồi, tôi đừng có đi dơ đái cũng cho. Khùng giá man luôn, khùng khủng khiếp khùng luôn. Bó tay ông gì cái khùng Mỹ đó luôn. Rồi bắt đầu nghe cũng chửi chế độ nữa. Cũng chửi chế độ. Đem người Trung Quốc ra rồi chiên tạc nữa. Tôi hực bật lên, máu cũng nóng lên nhưng mà tôi bình tĩnh, nó đó cũng bình tĩnh nhưng mà nó cười lên. Hùng thấy bà cô thiệt là xấu hổ. Xấu hổ giả mà nhớ lại. Bây giờ tôi đi ở Việt Nam ai mà nói tôi mà Việt Kiều nói phải, tôi Việt Kiều tôi dễ ai mà có ai mà nhìn tôi mà biết tôi là Việt Kiều đó. Không bao giờ, tôi không bao giờ khó lắm cái sống mình bình dân và giản dị để rằng mình hòa nhập với cái cuộc sống trong cái xã hội đang đổi mới, trong khi đó mình thể hiện mình thì mình là người Việt Kiều, mình lại là người kém văn hóa, kém văn minh, kém hiểu biết, rất là ý điền, giả man được chứ. Hôm lên hồi tối này tôi cũng sơ ý và lấy cái máy live stream trực tiếp luôn thì vui biết rồi, nhiều lấy cái máy quay luôn là được, thể nói là quá tuyệt vời. À, tiếng thì bó tay mấy ông ba quay Việt Kiều Mỹ, tôi bó tay mấy ông luôn. Mấy ông mà muốn leo bàn thờ ngồi mà để tôi đốt ba nắng hương cho không, tôi cũng sẵn sàng mà đốt ba, mới cho mấy ông ba nắng hương luôn á. Lắc đầu luôn, quê thì thôi mắc cỡ mẹ luôn. Nhớ lại thấy mắc cỡ thôi thì chỉ live stream tới đây thôi. Để anh chị em các bạn thấy cái xã hội đất nước Việt Nam mình đang thay đổi từng ngày thì mà tôi chuẩn bị về lại Mỹ Tho, Tiền Giang. Hôm qua cũng may là không biết sao đi ra phi trường bị trễ, cho nên ở lại chuyến bay sau, cho nên mới gặp tên cái ông Ba Que mất ôn đó. Nếu mà đi sớm chắc cũng không có xảy ra chuyện. Nếu mà đi mà không bị trễ máy bay chắc là không có gặp cái ông cái tên Ba Que ô hộp. Nhờ vậy cũng thấy được cũng có một cái câu chuyện rất là thực tế để ra cái này kể là cho anh và các bạn nghe về một cái Việt Nam mà khi mà sang Mỹ mà sống rồi và họ quay trở về Việt Nam và những cái thành phần của nó bởi vì cái chế độ cũ đó, tôi thấy ớn gì đâu, nó làm sao không có biết làm sao mà phải mà diễn tả nổi quê được chứ. Tôi thấy ông nó lại một quê và cái xấu hổ mà thấy xe mà du lịch đổ ở trước cổng Dinh Độc Lập nè, do Dinh Thống Nhất nè, toàn là những người nó ra một chiếc xe xuống nè, dân da trắng không nè, giờ chiếc xe buýt này, xe đò này toàn là dân da trắng. Tại sao những người này họ đến Việt Nam người ta sẵn sàng hòa nhập vào cái văn hóa và cái xã hội Việt Nam để người ta gọi là học hỏi và tìm hiểu về cái văn hóa của mình, mà trong khi đó mấy ông Việt Kiều Ba Que chống cộng thì cứ xuyên tạc phá hoại, tìm cách chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc. Bởi vì rất là đau lòng được sống ở trên một cái đất Mỹ, một cái quốc gia mà đầu tàu của thế giới nữa chứ, mới chết chứ, mới chết. Anh chị các bạn thấy không, cái xe buýt này toàn là người da trắng mà tới Việt Nam. Ngay cả trên chiếc máy bay từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh tối qua cũng vậy, tôi ngồi kế bên hai vợ chồng của các anh bạn người Mỹ này rất là trẻ, họ cũng sang Việt Nam để du lịch, họ cầm cái hộ chiếu Mỹ và tôi thấy mà nói chuyện với họ cũng rất là vui. Còn mấy ông mà Ba Que, mấy ông chống phá đất nước thì thôi đi, mè nổ dạ, cái đô la cũng chắc cà phê nữa.
cái khớp ca cũng sách rau phê đã, người ta nói là người ta không có trên máy bay, người ta không có nhận đô la, người ta không có nhận credit card, người ta nói người ta không có nhận, mà cứ sách lấy có nhận credit card cứ sách đưa hoài. Người ta nói là người ta chỉ lấy tiền Việt chứ người ta không có lấy tiền đô la, cái cuốn sách đô la đưa hoài mà trong khi đó có tiền Việt Nam, rồi hồi cuốn sách tiền Việt Nam qua đưa, muốn thể hiện mình là Việt Kiều Mỹ. Việt Kiều mà chống, mà lại chống chống cộng nữa chứ, mà lại cũng xuyên tạc nữa, xuyên tạc nhưng mà đâu có ai thèm để ý cái vụ xuyên tạc luôn. Dân trong nước bây giờ về Việt Nam mà xuyên tạc làm bậy bạ, dân trong nước bây giờ người ta khinh bỉ, người ta quay qua người ta khinh bỉ vì nó không có thực tế, nó hoàn toàn trái ngược lại, nó không có đúng với cái thực tế mà xã hội đất nước đang xảy ra từng ngày và từng giờ đâu anh chị các bạn. Lạng hoàng cô nói mà mai là trên cái chiếc máy bay ai cũng rất là nhiều người, mấy người trên đó họ cản, họ nói tôi bỏ đi anh ơi, bỏ đi cái ông đó ông bị khùng mà. nói tại tôi ghét cái là ông Mỹ, ông là Việt Kiều Mỹ cho nên ông quậy ra, tôi chỉ ghét vậy thôi, cho nên tôi nhất định phải xuống là phải báo với an ninh ở dưới mặt đất, xuống cứ bốn người an ninh mà lên kéo một buổi mới chịu xuống đó, định làm dạ bó tay bó. Thôi máy bay nha, xin chào chị các bạn đến với diễn đàn của Lê Minh, những người yêu nước nha. Còn máy tay mà bao que chống cộng cực đoan thì đi chết hết đi, đi chết hết đi, mấy cô tí cô tèo chết đi. Đại đạo Lê Minh, trọng sức Lê Minh, Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Đã đi vui thiệt chứ. Bye bye.